Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng theo dõi những diễn biến trực tiếp từ nhà thi đấu thể thao tỉnh Ninh Bình. Và trước mắt chúng ta sẽ là trận đấu bán kết 2 của nữ giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền lần thứ 17 năm 2023. Cặp đấu rất được chờ đợi giữa Bộ Tư lệnh Thông tin và VTV Bình Điền Long An. Và đây là hai trọng tài sẽ điều khiển trận đấu giữa Bộ Tư lệnh Thông tin và VTV Bình Điền Long An, tổ trọng tài của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Trọng tài thứ nhất là ông Nguyễn Huy Thông và trọng tài thứ hai đó là ông Lương Anh Hùng. Ở trận đấu này thì các cô gái VTV Bình Điền Long An, đội bóng đương kim vô địch của giải, sẽ ra sân trong trang phục áo màu vàng. Và đội hình ra sân của VTV Bình Điền Long An gồm có số 14 cây truyền 2 Kim Thoa, số 2 chủ công đội trưởng Kim Thanh, số 7 phụ công Mỹ Duyên, số 1 đối truyền Trà My, số 15 chủ công Hermie Eban, số 10 phụ công Như Anh và libero số 12 Khánh Đăng. Huấn luyện viên trưởng của VTV Bình Điền Long An đó là huấn luyện viên Lê Thái Bình. Trong khi đó, bên phía Bộ Tư lệnh Thông tin, họ sẽ ra sân trong trang phục áo màu trắng. Và đội hình ra sân của Bộ Tư lệnh Thông tin ở trong set đấu đầu tiên gồm có số 19 truyền 2 Lâm Oanh đội trưởng, số 17 chủ công Nguyễn Thị Phương, số 14 phụ công Lệ Thảo, số 11 đối truyền Kiều Trinh, số 7 chủ công Nguyễn Anh, số 8 phụ công Việt Hương và libero số 1 Lily. Huấn luyện viên trưởng của Bộ Tư lệnh Thông tin là huấn luyện viên Phạm Minh Dũng. Cặp đấu giữa Bộ Tư lệnh Thông tin và VTV Bình Điền Long An dù bất kỳ thời điểm nào luôn là một trong những cặp đấu rất được chờ đợi của những người hâm mộ bóng chuyền nữ ở Việt Nam, bởi lẽ đây là hai đội bóng giàu thành tích bậc nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay. Và trận đấu bán kết của giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền lần thứ 17 năm nay cũng là cặp đấu đã tái hiện lại trận chung kết của giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền năm ngoái. Năm ngoái thì với sự có mặt của chủ công Thanh Thúy, VTV Bình Điền Long An đã có một Cúp Hoa Lư Bình Điền cực kỳ thành công khi đã đánh bại Bộ Tư lệnh Thông tin 3-0 trong trận đấu chung kết. Kim Thanh, Lâm Oanh và Kiều Trinh, đó là tình huống phòng thủ của Khánh Đăng. Pha xử lý của Kim Thanh, điểm số đầu tiên cho VTV Bình Điền Long An trong trận đấu ngày hôm nay. 1-0 cho VTV Bình Điền Long An. Năm ngoái thì VTV Bình Điền Long An với sự có mặt của chủ công Thanh Thúy thì Kim Thanh được huấn luyện viên Lương Nguyễn Ngọc Hiền sử dụng ở vị trí phụ công. Còn bây giờ thì dưới thời tân huấn luyện viên Lê Thái Bình, người thay thế huấn luyện viên Lương Nguyễn Ngọc Hiền dẫn dắt VTV Bình Điền Long An. Ở mùa giải năm nay thì Kim Thanh đang chơi chủ công. 2-0 cho VTV Bình Điền Long An. Đó là tình huống phát bóng của Kim Thoa. Dù năm ngoái trong trận đấu chung kết nữ của giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền thì Bộ Tư lệnh Thông tin đã để thua 0-3 trước VTV Bình Điền Long An, nhưng sau đó thì vào cuối năm tại trận chung kết, trận đấu tranh huy chương vàng bóng chuyền nữ của Đại hội Thể thao Toàn quốc thì Bộ Tư lệnh Thông tin, đội bóng khi đó với tên gọi là tuyển nữ quân đội, đã đánh bại Long An 3-1 ở trong trận đấu tranh huy chương vàng. Một cặp đấu hẹn sẽ cực kỳ hấp dẫn của hai đội bóng nhiều duyên nợ với nhau. Kim Thoa và Kim Thanh, đó là điểm số cho VTV Bình Điền Long An 3-0. Đội bóng nào giành chiến thắng trong cuộc đối đầu ngày hôm nay sẽ đối đầu với Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng trong trận đấu chung kết. Còn đội thua sẽ phải đánh trận tranh hạng 3 cùng với Ninh Bình Liên Việt Postbank. Đây là Kiều Trinh và Nguyệt Anh, những người đang ở hàng sau của Bộ Tư lệnh Thông tin. Nguyễn Thị Phương, bóng ra ngoài và điểm số cho VTV Bình Điền Long An 4-0. VTV Bình Điền Long An và Bộ Tư lệnh Thông tin cũng là hai đội bóng sở hữu rất nhiều những tuyển thủ quốc gia. Kim Thanh, Lâm Oanh và Kiều Trinh. Một tình huống đẩy bóng nhưng bóng đã đi ra ngoài của Kiều Trinh. 5-0 cho VTV Bình Điền Long An, một khởi đầu đầy bất ngờ với đội bóng đương kim vô địch của giải. Và huấn luyện viên Phạm Minh Dũng đã phải xin tạm dừng trận đấu từ rất sớm khi mà trận đấu bán kết chỉ mới trôi qua 5 điểm mà thôi. Bộ Tư lệnh Thông tin đã có khởi đầu không thể tin khi họ đã để thua trắng liên tiếp cả 5 điểm và huấn luyện viên Phạm Minh Dũng đã buộc phải sử dụng một trong hai quyền xin tạm dừng trận đấu để hội ý chiến thuật 30 giây cho đội mình. Người mặc áo đen đó là ông Lê Quốc Phong, nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần phân bón Bình Điền, người có thể nói là
có ảnh hưởng rất lớn trong thành công của bóng chuyền nữ Long An. Ngồi bên cạnh ông Lê Quốc Phong, đó là ông Thái Bửu Lâm, trưởng đoàn của VTV Bình Điền Long An. Ông Lê Quốc Phong, nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần phân bón Bình Điền, chính là người đã tài trợ cho bóng chuyền nữ Long An bắt đầu từ giai đoạn năm 2004 và giúp cho VTV Bình Điền Long An trở thành một trong những đối trọng với đội bóng giàu thành tích bậc nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam, Bộ Tư lệnh Thông tin Liên lạc trong quãng thời gian vừa qua. VTV Bình Điền Long An ra mắt với tên gọi mới vào năm 2004 và đến năm 2009 thì họ mới có được chức vô địch quốc gia đầu tiên. Pha đánh bóng của Nguyễn Thị Phương, một pha đánh bóng trên chắn, đã có điểm số cho Bộ Tư lệnh Thông tin 1-6. Đây là trận đấu mà chắc chắn các cô gái VTV Bình Điền Long An sẽ bước vào trận bán kết ngày hôm nay với quyết tâm cực lớn, khi họ có sự có mặt của ông Lê Quốc Phong trên khán đài. Ông Lê Quốc Phong chỉ vừa mới có mặt tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Ninh Bình vào chiều nay. 3-6 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Đây là Cha My, một trong những phát hiện của bóng chuyền nữ Long An ở mùa giải 2022 vừa qua. Một vận động viên chơi tay trái ở vị trí đối chuyền. Nguyễn Thị Phương phát bóng. Pha đánh bóng của Mỹ Duyên. Kim Thanh. Điểm cho VTV Bình Điền Long An 7-3. Dù chơi phụ công hay chơi chủ công, nhưng Kim Thanh vẫn là một mảnh ghép cực kỳ quan trọng trong đội hình của VTV Bình Điền Long An trong những mùa giải đã qua. Và vị trí tấm băng đội trưởng dành cho Kim Thành cũng là minh chứng cho điều đó. Lâm Anh và Lệ Thảo. Nguyệt Anh. Bóng có chạm chắn không? Bóng không chạm chắn và đi ra ngoài. Đó là điểm số cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Xin lỗi, đó là điểm số cho VTV Bình Điền Long An 8-3. Pha đánh bóng của Nguyễn Anh, bóng đi ra ngoài và không chạm một tay chắn nào của VTV Bình Điền Long An. Lệ Thảo đã rời sân và người vào sân đó là Phạm Thị Hiền. Phụ công đã chơi rất hay tại Đại hội Thể thao Toàn quốc cuối năm ngoái. Đập trong. Pha ghi điểm của Kiều Trinh. Một tình huống đánh bóng chiến thuật ở vị trí số 3. Một pha đập chồng phối hợp giữa Lâm Oanh, Phạm Thị Hiền và Kiều Trinh. Kim Thoa và Mỹ Duyên. Điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin 5-8. Những con người trên sân lúc này của Bộ Tư lệnh Thông tin có thể khẳng định mới là đội hình chính của huấn luyện viên Phạm Minh Dũng ở mùa giải 2023 này. Trá My. Bóng hướng thẳng đến vị trí của Nguyễn Thị Phương. 9-5 cho VTV Bình Điền Long An. Ở vòng bảng thì VTV Bình Điền Long An đã để thua trước Hóa chất Đức Giang Tia Sáng và sau đó thì họ có được vị trí thứ hai ở bảng A khi đánh bại Glesimco Thái Bình. Trong khi đó thì Bộ Tư lệnh Thông tin tỏ ra vượt trội ở bảng B khi họ đã lần lượt đánh bại cả Hà Phú Thanh Hóa và Ninh Bình Liên Việt Postbank. Tình huống phát bóng của Kiều Trinh. Kim Thoa. Pha đánh bóng của Trà My.
16 cho VTV Bình Điền Long An. Trà My được xem là một phát hiện của VTV Bình Điền Long An ở mùa giải năm ngoái dưới thời huấn luyện viên Lương Nguyễn Ngọc Hiền. Một tay đập còn rất trẻ nhưng đã chơi đầy ấn tượng ở mùa giải năm ngoái trong vị trí đối chuyền. Trà My năm ngoái đánh đối cầu cùng với Thanh Thúy. Phát bóng không qua lưới, điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin 70. Nguyễn Anh phát bóng. Kim Thoa và Hờ Mi Ban. Phản ánh bóng của Nguyễn Thị Phương. Điểm 80 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Năm nay khi không còn hai đàn chị là Truyền hai Linh Chi và phụ công Bùi Thị Ngà trong đội hình thì Lâm Oanh, cây truyền hai của Bộ Tư lệnh Thông tin, đang được tín nhiệm giao vai trò đội trưởng. Pha xử lý là của Như Anh. Lâm Oanh và Nguyễn Thị Phương đã có tới hai tay chắn áo vàng chắn bóng trong tình huống vừa rồi của Nguyễn Thị Phương. Và đó là một tình huống chắn bóng ghi điểm của Hờ Mi Ban. 11-8. Dù là chủ công của Đắk Lắk ở mùa giải trước nhưng Hờ Mi Ban không xa lạ gì với các cô gái VTV Bình Điền Long An. Đây là tay đập đã trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của VTV Bình Điền Long An. Năm nay thì với việc Đắk Lắk phải xuống chơi ở giải hạng A, Hờ Mi Ban đã gia nhập VTV Bình Điền Long An để thi đấu ở giải vô địch quốc gia. 12-8 cho VTV Bình Điền Long An. Sự có mặt của Hờ Mi Ban cũng là lý do mà VTV Bình Điền Long An lúc này đang có thêm một tay đập có khả năng ghi điểm tốt, một chủ công. Kim Thoa và Như Anh. Pha xử lý của phụ công mang áo số 10. Thêm một điểm nữa cho VTV Bình Điền Long An, 13-8. Lâm Oanh và Nguyễn Thị Phương, một đường truyền dài của Lâm Oanh ra biên 4 cho Nguyễn Thị Phương. 9-13 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Tình huống phát bóng của phụ công Việt Hương. Như Anh pha đánh bóng phối hợp đánh một chân sau đầu cùng với Kim Thoa. 14-9 cho VTV Bình Điền Long An. Tình huống phát bóng của phụ công Như Anh. Phát bóng ra ngoài. Điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin 10-14. Nguyễn Thị Phương không qua được tay chắn của Kim Thoa và Mỹ Duyên. Đó là tình huống phòng thủ hàng sau tốt của Khánh Đàng. Nguyễn Anh lần này thì đã có điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin 11-13. Thêm một điểm nữa cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Pha đánh bóng từ hàng sau của Nguyễn Anh.
Kim Thoa, Kim Thoa và Kim Thành. Điểm cho VTV Bình Điền Long An 15-11. Tình huống phát bóng của Kim Thoa. Lâm Oanh, Lâm Oanh và Nguyễn Thị Phương. Điểm 12-15 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Một cặp đấu rất kịch tính. Nguyễn Thị Phương năm ngoái cũng đã từng được huấn luyện viên Thái Thanh Tùng gọi lên tập trung trên đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia chuẩn bị cho SEA Games 31. Trà My. Tiếp tục là Trà My. Lần này là một pha bỏ nhỏ. Kiều Trinh. Pha xử lý thông minh của Kiều Trinh. Trong tư thế không thể tung ra một tình huống đập bóng khi mà bóng đã nằm dưới tay chắn của Trà My, Kiều Trinh đã xử lý bằng cách đưa bóng vào tay của đối phương trước khi bay ra ngoài. Điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Điểm cho VTV Bình Điền Long An. Đó là pha đánh bóng của Phú Công Phạm Thị Hiền. 13-16 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Kim Thành rời sân và người vào sân đó là số 18 Mỹ Tiên. Có thêm một điểm nữa cho Bộ Tư lệnh Thông tin, 14-16. Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên là vận động viên sinh năm 2003. Pha đánh bóng của Trà My. Điểm cho VTV Bình Điền Long An 17-14. Lâm Oanh, Lâm Oanh và Nguyệt Anh. 15-17 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Kim Thoa, Trà My. Bóng chạm chắn và bay ra ngoài. 18-15. Điểm số cho VTV Bình Điền Long An. Đội VTV Bình Điền Long An xin thay người. Số 1 ra sân, số 17 vào sân. Trà My rời sân và người vào sân đó là Quý Uyên, số 17. Cùng với đó thì Kim Thoa cũng đã rời sân. Huấn luyện viên Lê Thái Bình đã thay chuyền hai và thay chủ công. Điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin và ghi điểm của Nguyệt Anh 16-18. Lúc này thì chuyền hai trên sân của VTV Bình Điền Long An đang là Quý Uyên, số 17. Một sự thay đổi người theo cặp của huấn luyện viên Lê Thái Bình. Quý Uyên, Hồng Yê Ban, Lâm Oanh, Lâm Oanh và Kiều Trinh đánh bóng từ hàng sau. Đó là điểm số cho Bộ Tư lệnh Thông tin 17-18. Thông tin đang rút ngắn dần cách biệt với VTV Bình Điền Long An. Và bây giờ thì đến lượt VTV Bình Điền Long An xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Lần hội ý chiến thuật 30 giây đầu tiên của huấn luyện viên Lê Thái Bình ở trong set đấu này. Như vậy là cả hai đội đều đã sử dụng một trong hai quyền xin tạm dừng để hội ý chiến thuật của đội mình ở trong set 1.
mùa giải 2023 là mùa giải mà huấn luyện viên Lê Thái Bình lần đầu tiên chính thức nắm giữ vai trò huấn luyện viên trưởng của VTV Bình Điền Long An sau khi huấn luyện viên Lương Nguyễn Ngọc Hiền xin nghỉ vì lý do sức khỏe. Năm ngoái thì huấn luyện viên Lê Thái Bình cũng đã từng có một lần được trải nghiệm ngồi trên ghế nóng. Đó là ở giải đấu trước thềm Đại hội Thể thao Toàn quốc, giải bóng chuyền tranh cúp Lê Việt Postbank. Và khi đó thì thành tích của VTV Bình Điền Long An là không quá ấn tượng. Quý Uyên và Hờ Mi Ban. Đó là một tình huống bỏ nhỏ. Quý Uyên, Hờ Mi Ban. Không được rồi, Hờ Mi Ban đã không để thắng được tay chắn của Nguyễn Thị Phương. 18 đều. Một tình huống chắn bóng thành công của Nguyễn Thị Phương khi đứng chắn cùng với Việt Hương. 18 đều cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Tình huống phát bóng của Nguyệt Anh. Như Anh. Quý Yên và Như Anh. Hàng sau của Thông tin đang bọc lót cho nhau rất tốt. Tiếp tục là Như Anh. Nhưng bóng đã đi ra ngoài. Điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin 19-18. Những tình huống tấn công liên tiếp ở vị trí số 3 của Như Anh. Nhưng ở pha đánh bóng cuối cùng thì Như Anh lại đánh bóng đi ra ngoài. 19-18 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Bây giờ thì Thông tin đã vượt lên. Nguyệt Anh phát bóng. Mỹ Tiên. Điểm cho VTV Bình Điền Long An 19 đều. Chủ công Đoàn Thị Mỹ Tiên cũng đã từng là một trong những người được gọi lên có mặt trong thành phần đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia. Tuy nhiên sau đó thì cây đối chuyền số 8 này lại phải trải qua một giai đoạn chấn thương. Hờ Mi Ban phát bóng. Nguyễn Thị Phương. Kim Thanh. Điểm cho VTV Bình Điền Long An 20-19. Lâm Oanh và Việt Hương. 21-19 cho VTV Bình Điền Long An. Pha đánh bóng của Đoàn Thị Mỹ Tiên. Và bây giờ thì huấn luyện viên Phạm Minh Dũng đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý lần thứ hai ở trong set đấu đầu tiên này. Lần hội ý cuối của Bộ Tư lệnh Thông tin ở trong set này. Thông tin đã gỡ hòa 19 đều. Nhưng sau đó thì họ lại để mất 2 điểm liên tiếp vào tay của VTV Bình Điền Long An. Năm nay thì tham vọng của Bộ Tư lệnh Thông tin khi tiến đến giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền chính là giành ngôi vô địch, giành lấy chức vô địch tại giải đấu. Điểm số cho VTV Bình Điền Long An 22-19. Mục tiêu của Bộ Tư lệnh Thông tin khi tham dự Cúp Hoa Lư Bình Điền năm nay đó là giành lấy chức vô địch. Và hôm nay thì họ đang đối đầu với đội bóng đương kim vô địch của giải VTV Bình Điền Long An. 20-22. Điểm số cho Bộ Tư lệnh Thông tin.
Ở tình huống phát bóng thứ hai thì Hơm Yeban đã phát bóng hỏng. Phía Hương phát bóng. Quý Uyên và Mỹ Tiên. Phản đánh bóng của Kiều Trinh. Nguyễn Thị Phương. Điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin 21-22. Việt Hương phát bóng. Huyền, Kim Thanh. Một đường chuyền không thực sự tốt khi mà bóng đã đi quá sát lưới. Nhưng vẫn có thêm điểm số nữa cho VTV Bình Điền Long An 23-21. 23-21 cho VTV Bình Điền Long An. Huấn luyện viên Phạm Minh Dũng tất nhiên là không xa lạ với chuyền hài Quý Uyên. Đây là chuyền hài đã được huấn luyện viên Phạm Minh Dũng gọi lên tập trung trên tuyển U19 nữ quốc gia, cùng thời với cựu chuyền hài người hiện đã chia tay sự nghiệp vận động viên Đặng Thu Huyền. Lâm Oanh phát bóng. Phản đánh bóng của Mỹ Duyên. Điểm cho VTV Bình Điền Long An 24-22. Set point cho VTV Bình Điền Long An. Hai cơ hội để cho thầy trò huấn luyện viên Lê Thái Bình giành chiến thắng ở trong set đầu tiên, và ngay lập tức thì huấn luyện viên Lê Thái Bình đã tung vào sân những nhân sự tốt nhất của mình. Đối chuyền Trà My đã trở lại sân, và cùng với đó là cây chuyền hài số 1 của đội Kim Thoa. Một điểm nữa thôi thì VTV Bình Điền Long An sẽ có được chiến thắng ở trong set đấu đầu tiên này. Lâm Oanh và Phạm Thị Hiền đánh bóng đi ra ngoài. 25-22, và như vậy là VTV Bình Điền Long An, đội bóng đương kim vô địch của giải đấu, là những người đã có được niềm vui ở trong set đấu đầu tiên khi đánh bại Bộ Tư lệnh Thông tin với tỷ số là 25-22. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục trở lại với những diễn biến trực tiếp từ nhà thi đấu thể thao tỉnh Ninh Bình, nơi đang diễn ra trận đấu bán kết 2 của nữ giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền lần thứ 17 năm 2023. Cặp đấu giữa VTV Bình Điền Long An, đội bóng đã đăng quang tại giải đấu này mùa giải trước, và đội bóng đã để thua họ trong trận chung kết mùa trước Bộ Tư lệnh Thông tin. Bóng đi hơi sát lưới. Lúc này thì hai đội đã bước vào set đấu thứ hai, và VTV Bình Điền Long An
Những người thi đấu trong trang phục áo màu vàng chính là đội bóng có được điểm số đầu tiên của set đấu thứ hai. Đó là pha ghi điểm của Kim Thanh. 1-0 cho VTV Bình Điền Long An. Họ đang có được lợi thế tinh thần sau khi đã có được phần thắng 25-22 ở trong set đấu đầu tiên. Tình huống phát bóng của cầu chuyền là Kim Thoa. Phạm Thị Hiền gỡ hòa cho Bộ Tư lệnh Thông tin 1-1. Tại Đại hội Thể thao Toàn quốc ở Quảng Ninh vào cuối năm ngoái thì Phạm Thị Hiền đã chơi rất hay. Và trong trận đấu chung kết nữ, trận đấu tranh huy chương vàng của đại hội thì tuyển nữ quân đội, đội bóng thực chất là Bộ Tư lệnh Thông tin đã đánh bại chính nữ Long An với tỷ số là 3-1. Tình huống phát bóng của Kim Thanh. Không phải là một pha đập chồng, một pha đập nhú của Phạm Thị Hiền. Lâm Oanh bật cao và đánh bóng của Nguyễn Anh nhưng bóng đi ra ngoài. 3-1 cho VTV Bình Điền Long An. Một tình huống đánh bóng trên chắn của Nguyễn Anh nhưng đáng tiếc là bóng lại đi ra ngoài. Nguyễn Anh rời sân và người vào sân đó là Nguyễn Huỳnh Phương Thủy. Một sự thay đổi chủ công của huấn luyện viên Phạm Minh Dũng. Phương Thủy là vận động viên thi đấu ở đội trẻ của Bộ Tư lệnh Thông tin ở mùa giải trước. Đập trong, pha dứt điểm của Kiều Trinh. Tình huống đánh bóng chiến thuật ở vị trí số 3. Điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin 2-3. Phạm Thị Hiền phát bóng. Kim Thoa, Hermi Eban. 4-2 cho VTV Bình Điền Long An. Hermi Eban là người trưởng thành từ đội trẻ của VTV Bình Điền Long An trước khi trở thành đội trưởng của bóng chuyền nữ Đắk Lắk. Vừa có thêm một điểm số nữa cho Bộ Tư lệnh Thông tin. 3-4. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn vì hai đội liên tục có những tình huống ăn miếng trả miếng, một cuộc đua về điểm số. Trà My, Kim Thoa, tiếp tục là Trà My. Phương Thuy không qua được tay chắn của Trà My. Trà My lần này thì đã có tình huống chắn bóng thành công của Việt Hương. Một tình huống chắn đôi với Việt Hương và Phương Thuy. Tỷ số bây giờ là 4-4. Phương Thuy và Trà My không xa lạ gì nhau. Họ đã chạm chắn nhau khá nhiều lần ở mùa giải 2022 ở các giải đấu cấp độ trẻ. Phương Thủy, một điểm nữa cho Bộ Tư lệnh Thông tin, 5-4. Một sự thay đổi người của huấn luyện viên Phạm Minh Dũng đang phát huy hiệu quả. Chủ công Phương Thủy, một vận động viên trẻ khi được tung vào sân lại chơi rất chững chạc và đang giúp cho Bộ Tư lệnh Thông tin vươn lên dẫn điểm trước VTV Bình Điền Long An. Kim Thoa, một đường chuyền sau đầu cho Trà My, đánh bóng trên chắn và thêm một điểm số nữa cho VTV Bình Điền Long An. 5-5. Đề nghị khán giả không quay phim chụp ảnh bật đèn ở chế độ flash. Đó là một pha đánh giãn biên của Trà My.
Hermi Eban không qua được tay chắn của Thông Tin. Điểm cho Bộ Tư lệnh Thông Tin 6-5. Bóng trong sân, thêm một điểm số nữa được ghi bởi Phương Thủy. 7-5 cho Bộ Tư lệnh Thông Tin. Một sự thay đổi người đầy bất ngờ của huấn luyện viên Phạm Minh Dũng nhưng lại đang phát huy được hiệu quả. Nguyệt Anh, một vận động viên trụ cột trong đội hình của Bộ Tư lệnh Thông Tin, rời sân. Thay cho đó là một vận động viên trẻ. Một vận động viên có thể nói là chỉ có mặt ở đội 1 từ mùa giải này, Phương Thủy. 6-7 cho VTV Bình Điền Long An. Tình huống phát bóng của Hermi Eban. Kim Thanh không qua được tay chắn áo trắng. Lâm Anh và Việt Hương, một chân sau đầu. 8-6 cho Bộ Tư lệnh Thông Tin. Có thể thấy là trong quãng thời gian đã qua của set đấu thứ hai thì Bộ Tư lệnh Thông Tin đã có những sự điều chỉnh. Lúc này thì những tình huống dồn bóng sang hai biên của VTV Bình Điền Long An đang gặp rất nhiều khó khăn trước các tay chắn của Thông Tin. Vừa có thêm điểm số nữa cho VTV Bình Điền Long An. 7-8. Và ghi điểm của Phú Công Như Anh. Lâm Anh, Nguyễn Thị Phương. Và đập bóng trên chắn của Nguyễn Thị Phương ở biên 4. Điểm cho Thông Tin 9-7. Đó là một tình huống đánh hai chuyền của Kim Thoa. Kim Thanh, rõ ràng là các tay chắn của Thông Tin đang chơi rất hay và đã có thêm một điểm số nữa cho Bộ Tư lệnh Thông Tin 9-7 và bây giờ là 17 cho Bộ Tư lệnh Thông Tin. Và VTV Bình Điền Long An đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý lần tham ao thứ nhất của VTV Bình Điền Long An ở trong set đấu thứ hai này. VTV Bình Điền Long An, các chủ công của họ đã gặp rất nhiều khó khăn trước các tay chắn của Bộ Tư lệnh Thông Tin ở trong set đấu thứ hai này. Kết thúc thời gian tạm dừng. 30 giây hội ý chiến thuật đã kết thúc. Tình huống phát bóng của Lâm Oanh, Kim Thoa và Mỹ Duyên đập trong, phản đánh bóng của Kiều Trinh. Kim Thoa, Kim Thanh, điểm cho VTV Bình Điền Long An 8-10. Bằng điểm của Quân Sơn Lưu Ý, VTV Bình Điền Long An 8. Tình huống phát bóng của Kim Thoa. Nguyễn Thị Phương. Kim Thanh không qua được tay chắn của Kiều Trinh và Phạm Thị Hiền. Nhưng đó là điểm số cho VTV Bình Điền Long An 9-10.
Kim Thanh không thắng được tay chắn của Thông Tin, nhưng Trà My thì đã vượt qua được tay chắn của Nguyễn Thị Phương. 9-10 cho VTV Bình Điền Long An. Điểm cho Bộ Tư lệnh Thông Tin 11-9. Tình huống phát bóng của chủ công Nguyễn Thị Phương. Điểm cho Bộ Tư lệnh Thông Tin, Kim Thành đánh bóng đi ra ngoài. 12-9 cho Bộ Tư lệnh Thông Tin. Kim Thanh, lần này thì đã có điểm số cho VTV Bình Điền Long An, 10-12. Đây sẽ là tình huống phát bóng của người đội trưởng bên phía VTV Bình Điền Long An. Lâm Oanh và Phương Thùy. Lâm Oanh, Kiều Trinh. Bóng chạm vào tay chắn của Hermie Ban và bay ra ngoài. Điểm cho Bộ Tư lệnh Thông Tin 13-10. Phạm Thị Hiền phát bóng. Điểm cho Bộ Tư lệnh Thông Tin 14-10. Và đánh bóng của Mỹ Duyên. 11-14. Dù lên đội 1 sau người chị gái Kim Thanh, nhưng lúc này thì Mỹ Duyên cũng là một nhân tố quan trọng trong đội hình của VTV Bình Điền Long An. Và nếu như năm ngoái thì cặp phụ công của VTV Bình Điền Long An là hai chị em Kim Thanh, Mỹ Duyên, thì năm nay Kim Thanh đã chuyển sang vị trí chủ công. 15-11 cho Bộ Tư lệnh Thông Tin. Pha đánh bóng của Hermie Ban. Nguyễn Thị Phương không được, đây là cơ hội cho các cô gái Bộ Tư lệnh Thông Tin. Lâm Oanh chuyền cho ai? Đó là Việt Hương. Không phải là ra biên 4 cho Phương Thùy, mà là phối hợp đánh cùng với Việt Hương ở biên 3, ở vị trí số 3. Điểm 16-11 cho Bộ Tư lệnh Thông Tin. Lâm Oanh, tiếp tục là Việt Hương. 17-11 cho Bộ Tư lệnh Thông Tin. Những sự điều chỉnh rất tuyệt vời của huấn luyện viên Phạm Minh Dũng đang phát huy hiệu quả. Và Bộ Tư lệnh Thông Tin chưa sử dụng một quyền tạm dừng trận đấu để xin hội ý nào ở trong set đấu thứ hai này. Còn VTV Bình Điền Long An với lần tham mau này thì đó đã là lần thứ hai mà huấn luyện viên Lê Thái Bình phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý chiến thuật 30 giây. Kiều Trinh phát bóng. Trà My
Bóng chạm chắn và bay ra ngoài. Điểm cho VTV Bình Điền Long An 12-17. Đội VTV Bình Điền Long An xin thay người, số 1 ra sân, số 17 vào sân, số 14 ra sân, số 8 vào sân. Và tiếp tục là một tình huống thay người theo cặp nữa của huấn luyện viên Lê Thái Bình. Trà My rời sân, Mỹ Tiền sẽ đánh đối truyền thay cho Trà My, còn Quý Uyên sẽ truyền hài thay cho Kim Thoa. Kiều Trinh, Hermie Eban, bóng không qua lưới. Điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin 18-12. Một pha bò nhỏ của Hermie Eban nhưng bóng không qua lưới. 18-12 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Phương Thủy phát bóng. Lâm Oanh, Nguyễn Thị Phương. 19-12. Điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Điều chỉnh của huấn luyện viên Phạm Minh Dũng đang phát huy hiệu quả. Trong khi đó bên phía VTV Bình Điền Long An, huấn luyện viên Lê Thái Bình tiếp tục có sự thay đổi người. Và lần này là ở vị trí chủ công, khi mà Mỹ Hằng, Thạch Thị Mỹ Hằng vào sân để thay cho Hermie Eban. Mỹ Tiên, pha đánh bóng của Lâm Hoành. Điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin 20-12. Đó là một tình huống đánh hai truyền của Lâm Anh. 20-12 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Một cách biệt lên tới 8 điểm. Quý Uyên, Mỹ Hằng, Kiều Trinh. Lâm Oanh và Việt Hương. Đó là điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Trọng tài đã bắt lỗi dính bóng với một vận động viên của VTV Bình Điền Long An. 21-12 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Phương Thùy phát bóng. Nguyễn Thị Phương, 22-12. Có lẽ là set đấu này VTV Bình Điền Long An đã hết hy vọng để có được phần thắng. Họ sẽ phải nỗ lực hơn ở những set đấu tiếp theo. Cách biệt 10 điểm là rất khó để san lấp vào lúc này. Phản đánh bóng của Như Anh. Mỹ Hằng. Điểm số cho VTV Bình Điền Long An. Thạch Thị Mỹ Hằng đã cắt được mạch lên điểm của Bộ Tư lệnh Thông tin. Mỹ Hằng là chủ công trẻ của bóng chuyền nữ truyền hình Vĩnh Long trước đây. Và sau khi kết thúc mùa giải 2022 thì Mỹ Hằng đã quyết định chia tay với đội bóng chuyền nữ Ninh Bình Doveco. Đội hiện đã đổi tên thành Ninh Bình Liên Việt Postbank. 23-13 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Việt Hương phát bóng. Pha đánh bóng của Như Anh. Điểm cho VTV Bình Điền Long An. 14-23. Vẫn còn 9 điểm cách biệt nữa cho các cô gái VTV Bình Điền Long An. Bóng trong sân. Đó là một tình huống né bóng của Kiều Trinh, nhưng bóng trong sân. 15-23 cho VTV Bình Điền Long An. Sẽ tiếp tục là tình huống phát bóng của phụ công Như Anh. Lâm Oanh và Phạm Thị Hiền.
24-15. Set point. Set point cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Set đấu này đã chắc chắn thuộc về thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Dũng khi mà cách biệt điểm số lúc này là quá lớn. Tỷ số sẽ là 1-1. Mỹ Duyên vừa giúp cho VTV Bình Điền Long An giúp ngắn cách biệt thêm một điểm nữa. 16-24. Lâm Anh. Trọng tài bắt lỗi hai chạm với vận động viên của Bộ Tư lệnh Thông tin. 17-24 cho VTV Bình Điền Long An. Và huấn luyện viên Phạm Minh Dũng đã xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Đây mới chỉ là lần hội ý đầu tiên của Bộ Tư lệnh Thông tin ở trong set đấu thứ hai này. VTV Bình Điền Long An vừa có được những điểm số liên tiếp, hai điểm số liên tiếp, nhưng quyền quyết định ở trong set đấu thứ hai vẫn đang thuộc về Bộ Tư lệnh Thông tin khi họ chỉ cần thêm đúng một điểm nữa thôi để kết thúc set đấu này. Mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm tay của thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Dũng. Lâm Anh, Kiều Trinh, một pha bỏ nhỏ. 25-17. Bộ Tư lệnh Thông tin là đội thắng ở trong set đấu thứ hai. Và sau hai set đấu thì Bộ Tư lệnh Thông tin và VTV Bình Điền Long An đang tạm hòa nhau với tỷ số là 1-1. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục trở lại với nhà thi đấu thể thao tỉnh Ninh Bình để theo dõi những diễn biến trực tiếp trận đấu bán kết 2 của nữ giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền lần thứ 17. Cặp đấu giữa VTV Bình Điền Long An và Bộ Tư lệnh Thông tin. Lúc này thì hai đội chuẩn bị bước vào set đấu thứ 3 và Kim Thoa, cây chuyền hai số 1 của VTV Bình Điền Long An, là người phát bóng mở màn cho set đấu thứ 3. Tỷ số sau hai set đấu lúc này đang là 1-1. 1-0 cho VTV Bình Điền Long An. Kiều Trinh đánh bóng đi ra ngoài. Năm ngoái thì VTV Bình Điền Long An và Bộ Tư lệnh Thông tin cũng chính là hai đội bóng đã lọt vào tới trận đấu chung kết của giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền. Ở trận đấu đó thì VTV Bình Điền Long An đã có được chiến thắng trong vánh 3-0 trước Bộ Tư lệnh Thông tin. Tuy nhiên vào cuối năm khi hai đội gặp nhau trong trận chung kết nữ của Đại hội Thể thao Toàn quốc thì tuyển nữ quân đội đã có được phần thắng 3-1 trước tuyển nữ Long An. 1-1 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Ở trận đấu ngày hôm nay thì trong set đấu đầu tiên, VTV Bình Điền Long An là đội thắng 25-22. Tuy nhiên thì đến set đấu thứ hai, Bộ Tư lệnh Thông tin đã có một set đấu mà hàng chắn chơi cực kỳ hiệu quả, góp phần mang về cho họ chiến thắng 25-17. Kim Thoa và Cha Mi.
Tình huống cứu bóng của Nguyễn Thị Phương. Phương Thủy không qua được tay chắn của Mỹ Duyên. Kim Thoa, Kim Thành, tiếp tục là Kim Thành. Điểm cho VTV Bình Điền Long An 2-1. Mùa giải năm nay thì Kim Thành đã được chuyển sang chơi ở vị trí chủ công để khỏa lấp cho sự vắng mặt của Thanh Thúy, người hiện đang chơi rất hay trong màu áo của PFU Bluecats tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản. Năm ngoái thì dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Lương Nguyễn Ngọc Hiền, Kim Thành chơi phụ công. Một tình huống phát bóng ra ngoài của Kim Thành, hai đều. Ban điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin 3-2. Tại Đại hội Thể thao Toàn quốc vừa qua thì phụ công Phạm Thị Hiền đã chơi rất hay, trong khi đó thì phụ công còn lại của Thông tin trên sân lúc này Việt Hương lại có một giải đấu không để lại nhiều ấn tượng khi cô dính chấn thương. Trà My, điểm cho VTV Bình Điền Long An 3-3. Trà My được ví như Đinh Thị Diệu Châu mới của bóng chuyền nữ Long An. Tuy nhiên theo nhận định của chuyên môn thì tầm bóng của Trà My thậm chí còn có phần tốt hơn so với đàn chị Diệu Châu. Mỹ Duyên phát bóng, Phương Thủy 4-3 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Trà My, Phương Thùy, tiếp tục là Trà My, lần này là một tình huống bỏ nhỏ. Pha đánh bóng của Hồ Mi Eban, điểm cho VTV Bình Điền Long An 4-4. Hồ Mi Eban vẫn tiếp tục quyết định gắn bó cùng với đội bóng chuyền nữ Đắk Lắk. Tuy nhiên do năm nay Đắk Lắk đã xuống chơi ở giải hạng A quốc gia nên Hồ Mi Eban sẽ thi đấu cho VTV Bình Điền Long An ở vòng 1 giải vô địch quốc gia tới đây. Cặp đấu giữa VTV Bình Điền Long An và Bộ Tư lệnh Thông tin đang diễn ra vô cùng hấp dẫn. Và người hâm mộ bóng chuyền nữ sẽ còn được theo dõi hai đội bóng đối đầu với nhau tại vòng 1 giải vô địch quốc gia. Ở vòng 1 thì VTV Bình Điền Long An và Bộ Tư lệnh Thông tin sẽ nằm chung bảng B. Bảng đấu sẽ thi đấu tại nhà thi đấu Gia Lâm từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 19 tháng 3. VTV Bình Điền Long An cùng với Bộ Tư lệnh Thông tin nằm chung bảng với Hóa chất Đức Giang Tia Sáng, đội bóng á quân của mùa giải trước, của giải vô địch quốc gia mùa trước, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Phú Thanh Hóa. Đó là bảng đấu sẽ thi đấu từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 19 tháng 3. Nguyễn Thị Phương, Kim Thoa và Như Anh. Tình huống đánh long ngắn. Kiều Trinh, điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin 6-4. Tình huống phát bóng của Phương Thủy. Đây là cơ hội cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Đánh bóng từ sau vạch 3m. Hờ Mi Eban, Hoàn Hồ Thùy Linh. Hờ Mi Eban, Nguyễn Thị Phương rất hấp dẫn. Và đó là điểm số cho VTV Bình Điền Long An. Một tình huống mà hàng chắn của VTV Bình Điền Long An đã giúp cho đội bóng này có điểm. Đó là cái tay chắn của Kim Thoa.
5-6 cho VTV Bình Điền Long An. Tình huống phát bóng của Hermi Eban. Nguyễn Thị Phương. Kim Thoa chuyển cho ai? Đó là Kim Thành. Pha bỏ nhỏ. Kiều Trinh. Kim Thoa. Kim Thành. 6-6 cho VTV Bình Điền Long An. Và ghi điểm của đội trưởng, chủ công Kim Thành. Tiếp tục là tình huống phát bóng của Hermi Eban. Việt Hương. Kim Thành. Lần này thì đã có tình huống chắn bóng ghi điểm bên phía Bộ Tư lệnh Thông tin với pha đánh bóng của Kim Thành. 7-6 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Nguyễn Thị Phương rời sân và người vào sân đó là Mỹ Hằng. Sự thay đổi ở vị trí chủ công của huấn luyện viên Phạm Minh Dũng. Mỹ Hằng. Đó là điểm cho VTV Bình Điền Long An, đã có lỗi chạm lưới của Mỹ Hằng. 7-7. Chúng ta sẽ cùng xem lại. Đúng là đã có lỗi chạm lưới của Mỹ Hằng. 7-7. Tình huống phát bóng của phụ công Như Anh. Mỹ Hằng. Lần này thì đó là điểm số cho Bộ Tư lệnh Thông tin, 8-7. Lâm Anh phát bóng. Phát bóng không qua lưới. Điểm cho VTV Bình Điền Long An, 8-8. Đây sẽ là tình huống phát bóng của cây truyền hài số 1 của VTV Bình Điền Long An, Kim Thoa. Mỹ Hằng. Không được, một tình huống phòng thủ hàng sau không thành công của Hermi Eban. Tình huống chuyền một hơi lỗi của Hermi Eban. Điểm 9-8 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Nguyễn Thị Phương đã trở lại sân. Kim Thoa. Và đánh bóng của Trà My. Điểm cho VTV Bình Điền Long An, 9-9. Đội bóng nào giành chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay sẽ đối đầu với Hóa chất Đức Giang Tia Sáng trong trận đấu chung kết. Còn đội thua sẽ thi đấu trận đấu tranh hạng 3 cùng với đội bóng chủ nhà Ninh Bình Liên Việt Postbank. Pha xử lý của Phương Thùy. Trà My. Tiếp tục là Trà My. Không được, Lily chuyền bóng quá sát lưới. Và Kiều Trinh thì đã chạm lưới mất rồi. Một tình huống chuyền bóng quá sát lưới của Lily. Và thêm một điểm số nữa cho VTV Bình Điền Long An. Kiều Trinh đã chạm lưới. Tỷ số lúc này là 9-10. Nỗ lực cứu bóng của các cô gái VTV Bình Điền Long An. Nhưng Bộ Tư lệnh Thông tin là đội có điểm trong tình huống bóng vừa rồi.
Phạm Thị Hiền phát bóng. Điểm cho VTV Bình Điền Long An. 11-10. Tiếng phát bóng của Mỹ Duyên. Không thể có được pha phòng thủ hàng sau thành công của Mỹ Duyên. 11 đều cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Đó là pha đánh bóng của Phương Thùy. Bóng đã chạm vào tay chắn áo vàng và cũng đã phần nào thay đổi quỹ đạo rơi. Kể từ khi được tung vào sân thay cho Nguyệt Anh thì Phương Thùy đang để lại dấu ấn không nhỏ. Như Anh, Phương Thùy. Mười hai mười một cho Long An. Phương Thùy đã đánh bóng đi ra ngoài. Thùy đã đánh bóng chạm vào cột đăng tên. 12-11 cho VTV Bình Điền Long An. Phát bóng ra ngoài, tình huống phát bóng không chính xác của Trà My. 12 đều cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Long An 2 người, số 1 ra, số 18 vào. Và huấn luyện viên Lê Thái Bình muốn tiết kiệm sức lực cho Trà My, muốn Trà My có quãng thời gian nghỉ ngơi nên đã rút đối chuyền này rời sân. Và người vào sân đó là số 18 Nguyễn Ngọc Vĩ Tiên để tăng cường khả năng phòng thủ hàng sau và bắt bước một. Tình huống cứu bóng của Mỹ Tiên nhưng đã không thành công. Điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin 13-12. Phương Thùy phát bóng. Kiều Trinh. Hờ Mi Eban. Kim Thoa và Như Anh. Một tình huống đánh một chân sau đầu và đã có lỗi chạm lưới với vận động viên của Bộ Tư lệnh Thông tin. Đó là điểm số cho VTV Bình Điền Long An. Chúng ta sẽ cùng xem lại lỗi chạm lưới của ai. Lỗi chạm lưới của Nguyễn Thị Phương. Điểm cho VTV Bình Điền Long An. 13 đều. Việt Hương không thắng được tay chắn của Kim Thành. 14-13 cho VTV Bình Điền Long An. Hờ Mi Eban phát bóng. Lâm Oanh. Nguyễn Thị Phương. Kim Thanh. Thêm một điểm số nữa cho VTV Bình Điền Long An. 15-13. Dù chơi phụ công hay chủ công thì Kim Thanh vẫn đang là một mảnh ghép rất quan trọng trong đội hình của VTV Bình Điền Long An. Một vận động viên rất đa năng. Tình huống xin tạm dừng trận đấu để hội ý của Bộ Tư lệnh Thông tin. Lần hội ý đầu tiên của Thông tin ở trong set đấu thứ 3 này. Rất đông khán giả đã có mặt để theo dõi tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Ninh Bình và người đang ngồi cạnh ông Thái Bửu Lâm, trưởng đoàn của đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An là ông Lê Quốc Phong, nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần phân bón Bình Điền. Người nói không quá chính là người đã nâng tầm bóng chuyền nữ Long An. Đó.
đó là một cổ động viên đặc biệt của VTV Bình Điền Long An, chỉ vừa mới có mặt tại Ninh Bình vào đầu chiều nay để cổ vũ cho VTV Bình Điền Long An trong trận đấu quan trọng, trận đấu bán kết với Bộ Tư lệnh Thông tin. Việt Hương phát bóng, Kim Thoa, Kim Thoa và Kim Thanh, Kim Thoa, Kim Thanh, phản xạ rất tốt của Nguyễn Thị Phương, không được và đã có thêm một điểm nữa cho Bộ Tư lệnh Thông tin. 15 đều cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Như Anh, 16-15 cho VTV Bình Điền Long An. Tình huống phát bóng của Phúc Công Như Anh. Đó là pha ghi điểm của Phúc Công Phạm Thị Hiền. 16 đều. Năm nay thì người đội trưởng của bóng chuyền nữ Thông tin Bùi Thị Nga chưa có mặt, và do đó thì băng đội trưởng đang được giao lại cho Lâm Oanh. Và cả phụ công chính của Thông tin ở thời điểm hiện tại có lẽ sẽ là Việt Hương và Phạm Thị Hiền. Kim Thành đã không thắng được các tay chắn của Bộ Tư lệnh Thông tin. 17-16 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Một đường chuyền dài của Kim Thoa ra biên 4 cho Kim Thành, nhưng Kim Thành đã không thể thắng được Kiều Trinh. Lâm Anh phát bóng, Kim Thoa và Mỹ Duyên, nhưng bóng ra ngoài. Và thêm một điểm số nữa cho Bộ Tư lệnh Thông tin, 18-16. Và đây là lần xin tạm dừng trận đấu để hội ý của VTV Bình Điền Long An. Lần hội ý đầu tiên ở trong set đấu thứ 3. Set đấu đang diễn ra vô cùng kịch tính. Như vậy là cả hai đội VTV Bình Điền Long An và Bộ Tư lệnh Thông tin đều đã một lần xin tạm dừng trận đấu để hội ý chiến thuật 30 giây ở trong set đấu thứ 3 này. Trận đấu giữa VTV Bình Điền Long An và Bộ Tư lệnh Thông tin cũng là trận đấu thứ hai diễn ra trong ngày hôm nay. Và sau trận đấu này sẽ là trận đấu bán kết 2 của Nam giữa nhà đương kim vô địch của giải Nam Ninh Bình Liên Việt Postbank và Vật liệu Xây dựng Bình Dương. Lâm Anh phát bóng. Đó là pha đánh bóng của Kim Thành. Điểm cho VTV Bình Điền Long An, 17-18. Long An 18 ra số 1 vào. VTV Bình Điền Long An thay người. Vị trí của Mỹ Tiên, Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên số 18 đã xoay lên hàng trên và Trà My đã trở lại sân. Trà My. Ngay sau khi trở lại sân thì Trà My đã chứng tỏ được khả năng của mình. 18 đều. Bóng trúng vào người của Lily. Đối chuyển của VTV Bình Điền Long An, Trà My đã có được thời gian nghỉ ngơi khi huấn luyện viên Lê Thái Bình rút chủ công số 1 này ra và thay vào sân là Mỹ Tiên số 18. Bây giờ thì Trà My đã xoay lại vị trí lên hàng trên. Và đó là pha ghi điểm của phụ công Phạm Thị Hiền. 19-18 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Số 2 ra, số 7 vào. Phương Thủy rời sân và bây giờ thì Nguyệt Anh cũng đã trở lại sân. Những nhân sự tốt nhất của hai đội bóng, có thể nói như vậy, đều đang có mặt trên sân lúc này. Tỷ số đang là 19-18 cho Bộ Tư lệnh Thông tin ở trong set đấu thứ 3. Lâm Oanh và Phạm Thị Hiền. Đó là điểm số cho Bộ Tư lệnh Thông tin, đã có lỗi chạm lưới với vận động viên của VTV Bình Điền Long An. 20-18 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Hãy xem lại ai là người đã chạm lưới trong tình huống này.
Lỗi chạm lưới là của Mỹ Duyên, phụ công số 7. 20-18 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Kim Thoa, Kim Thoa và Mỹ Duyên. Trà My đánh bóng trên chắn nhưng bóng đi ra ngoài. 21-18 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Tình huống phát bóng của Nguyễn Thị Phương. Mỹ Duyên. Kim Thoa. Đó là pha đánh bóng của Trà My. Kiều Trinh. Kiều Trinh đánh bóng hướng thẳng về phía Hermi Eban và không thể có được một tình huống phòng thủ hàng sau. Thành công của Hermi Eban. VTV Bình Điền Long An đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Đây là lần tham ao thứ hai của VTV Bình Điền Long An ở trong trận đấu thứ ba này. Mấy giây hội ý đã trôi qua và VTV Bình Điền Long An đã sử dụng hết cả hai quyền xin tạm dừng trận đấu để hội ý của mình ở trong set đấu thứ ba. Kim Thanh, Kiều Trinh không qua được tay chắn của VTV Bình Điền Long An, một tình huống chắn đôi với Trà My và Mỹ Duyên. Người đã chắn bóng dường như là Mỹ Duyên. Điểm cho VTV Bình Điền Long An 19-22. Kim Thanh phát bóng. Phá đánh bóng của Phạm Thị Hiền. Trà My 20-22 cho VTV Bình Điền Long An. Nhà đương kim vô địch của giải đang rút ngắn dần cách biệt điểm số với đội bóng mà họ đã đánh bại trong trận chung kết của cúp Hoa Lư Bình Điền năm ngoái. Nguyễn Thị Phương. Không, đó là Kiều Trinh. Trà My. 21-22. Lại là Trà My. Lại là Trà My. Một tay đập đầy triển vọng. Đó là phát hiện của VTV Bình Điền Long An ở mùa giải năm ngoái. Lúc này thì Trà My đã là một mảnh ghép quan trọng trong đội hình 6 người trên sân của VTV Bình Điền Long An. Nguyệt Anh không qua được tay chắn của VTV Bình Điền Long An. 22 đều. 3 điểm số liên tiếp cho VTV Bình Điền Long An. Và đó là lần xin tạm dừng trận đấu để hội ý của Bộ Tư lệnh Thông tin. VTV Bình Điền Long An đã có được 3 điểm số liên tiếp và bây giờ thì đến lượt huấn luyện viên Phạm Minh Dũng bên phía Bộ Tư lệnh Thông tin phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý lần thứ 2 ở trong set đấu thứ 3 này. Trận đấu thứ 3 đang diễn ra rất kịch tính. Bộ Tư lệnh Thông tin tạo ra được cách biệt 3 điểm nhưng bây giờ thì VTV Bình Điền Long An với sự bùng nổ của Trà My trong quãng thời gian vừa qua đã san lấp cách biệt điểm số đó 22 đều. Người phát bóng là Kim Thanh. Kiều Trinh chắn bóng thành công. 23-22 cho VTV Bình Điền Long An.
Huấn luyện viên Phạm Minh Dũng đã sử dụng hết cả hai quyền xin hội ý rồi. Và sau 30 giây hội ý vừa rồi của Bộ Tư lệnh Thông tin thì không phải Thông tin mà VTV Bình Điền Long An mới là đội bóng có điểm 23-22. Kim Thành phát bóng. Đó là pha đánh bóng của Phạm Thị Hiền. 23 đều. Một cuộc đối đầu rất hấp dẫn giữa hai đội bóng. Và chúng ta sẽ còn được xem họ đối đầu với nhau tại vòng 1 giải vô địch quốc gia năm nay, khi mà cả hai đội sẽ nằm chung ở bảng B thi đấu tại nhà thi đấu Gia Lâm. Pha đánh bóng của Mỹ Duyên. Nguyệt Anh. Rất hay, một tình huống đánh bóng thông minh của Nguyệt Anh. Kim Thành đã không thể cứu được bóng trong tình huống vừa rồi. 24-23 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Điểm số rất quan trọng cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Set point. Set point cho thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Dũng. Nhưng VTV Bình Điền Long An cũng chỉ kém hơn họ đúng một điểm mà thôi. Kim Thoa. Trà My. Tiếp tục là Trà My. 24 đều cho VTV Bình Điền Long An. Một cuộc đối đầu rất hay. Một trận đấu giữa hai đội bóng giàu thành tích bậc nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam. 24 đều ở trong set đấu thứ 3. 25-24 và đây là set point. Set point cho VTV Bình Điền Long An. Bộ Tư lệnh Thông tin đã có cơ hội để giành chiến thắng ở trong set đấu thứ 3, nhưng họ đã không thể tận dụng thành công. Và bây giờ thì cơ hội đó đã được trao cho VTV Bình Điền Long An. Tiếp tục là tình huống phát bóng của phụ công Mỹ Duyên. Lâm Hoành và Kiều Trinh. 25 đều cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Cả hai đội đều đã có được set point, có được cơ hội để giành được điểm số quyết định của set đấu. Kim Thoa. Hơ Mi Eban. 26-25. Hơ Mi Eban mang về set point thứ 2 cho VTV Bình Điền Long An. Đây sẽ là tình huống phát bóng của Trà My. Lâm Oanh, Nguyệt Anh. 26 đều. Và Nguyệt Anh sau khi ghi điểm số thứ 26 cho Bộ Tư lệnh Thông tin đã rời sân, nhường lại vị trí cho một tay đập trẻ hơn Phương Thủy. Kim Thoa và Như Anh. Pha xử lý của Như Anh. 27-26 cho VTV Bình Điền Long An. Set point thứ 3 cho huấn luyện viên Lê Thái Bình. Năm ngoái thì khi huấn luyện viên Lê Thái Bình dẫn dắt VTV Bình Điền Long An thi đấu tại giải Cúp Liên Việt Postbank thì ông đã không thể có được một giải đấu thành công. Nhưng bây giờ thì VTV Bình Điền Long An đang chơi ngang ngửa với Bộ Tư lệnh Thông tin. 27-26 cho VTV Bình Điền Long An. Đó là tình huống cứu bóng của Khánh Đăng. Kim Thanh. Thúy Linh cũng không kém cạnh người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Kim Thoa và Kim Thanh. Vẫn là Thúy Linh. Libero của Thông tin đang chơi rất hay. Kim Thanh. Lần này thì đã có điểm số quyết định ở set đấu thứ 3. 28-26 cho VTV Bình Điền Long An. Và thầy trò huấn luyện viên Lê Thái Bình là những người giành chiến thắng ở trong set đấu thứ 3. Một set đấu mà Bộ Tư lệnh Thông tin đã có được set point trước nhưng không thể tận dụng thành công.
Như vậy là sau 3 set đấu, VTV Bình Điền Long An đang tạm dẫn Bộ Tư lệnh Thông tin với tỷ số là 2-1. Lại cuộc đối đầu ở trận chung kết của giải Cúp Hoa Lư Bình Điền năm ngoái giữa VTV Bình Điền Long An và Bộ Tư lệnh Thông tin. Lúc này thì hai đội đã bước vào set đấu thứ tư và VTV Bình Điền Long An với sự bùng nổ của Trà My ở trong set đấu thứ ba đang tạm dẫn Bộ Tư lệnh Thông tin với tỷ số là 2-1. VTV Bình Điền Long An gặp Bộ Tư lệnh Thông tin không chỉ là cặp đấu tái hiện lại trận chung kết của giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền năm ngoái, mà còn là cặp đấu tái hiện lại trận đấu tranh huy chương vàng bóng chuyền nữ tại Đại hội Thể thao Toàn quốc vào cuối năm ngoái ở Quảng Ninh. Điểm đầu tiên ở trong set đấu thứ tư đã thuộc về VTV Bình Điền Long An, 1-0 cho VTV Bình Điền Long An. Lâm Anh và Nguyễn Thị Phương. Hai không cho VTV Bình Điền Long An. Trọng tài xác định Nguyễn Thị Phương đã đưa bóng ra ngoài sân. Kim Thoa phát bóng. Đó là pha xử lý của Phạm Thị Hiền. 1-2 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Một pha đập nhú, không phải là một pha đập bóng mà là một tình huống bò nhỏ của Phạm Thị Hiền. Nguyễn Thị Phương phát bóng. Trà My, Kim Thoa và Mỹ Duyên. Điểm cho VTV Bình Điền Long An 3-1. Đây sẽ là tình huống phát bóng của đội trưởng Kim Thanh. Nguyệt Anh. Cơ hội cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Không được, đó là một tình huống phối hợp không ăn ý. Một tình huống phối hợp không ăn ý của bộ ba Lâm Oanh, Phạm Thị Hiền và Kiều Trinh. Đó là một tình huống dường như là đập chồng, nhưng Kiều Trinh lại không nhảy lên đánh bóng trong tình huống vừa rồi. 4-1 cho VTV Bình Điền Long An. Trà My, 5-1 cho VTV Bình Điền Long An. Tinh thần của các cô gái Long An đang lên rất cao. Bóng đã sượt qua tay của Phạm Thị Hiền sau pha đánh bóng của Trà My. 5-1 cho VTV Bình Điền Long An. Tình huống phát bóng của Kim Thanh. Hôm Yê Ban. Những tình huống chắn bóng rất hay của Phạm Thị Hiền. Kiều Trinh. Pha đánh bóng của Mỹ Duyên. 6-1 cho VTV Bình Điền Long An. Một tình huống đánh bóng xuyên chắn của Mỹ Duyên, một mình Phạm Thị Hiền là không đủ để theo chắn Mỹ Duyên trong tình huống vừa rồi. Và Bộ Tư lệnh Thông tin đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Mọi chuyện đã trở nên khó khăn với huấn luyện viên Phạm Bình Dũng khi mà VTV Bình Điền Long An có được chiến thắng ở trong set đấu thứ 3 và tinh thần lúc này đang lên rất cao. VTV Bình Điền Long An đang tạm dẫn Bộ Tư lệnh Thông tin với tỷ số 6-1 ở trong set đấu thứ tư này. Một set đấu mà họ chỉ cần thắng là sẽ giành quyền vào chơi ở trận đấu chung kết. Còn Bộ Tư lệnh Thông tin thì bắt buộc phải thắng set đấu này để kéo trận đấu vào tới set 5 quyết định. Đánh đầu, đánh đầu.
Tình huống phát bóng của Kim Thành. Pha ghi điểm của phụ công Phạm Thị Hiền. 2-6 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Tình huống bắt bung một không thành công của Khánh Đang. 3-6 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Phạm Thị Hiền phát bóng. Trà My đánh bóng trên chắn nhưng bóng đi ra ngoài. Trọng tài xác định Trà My đánh bóng đi ra ngoài. 4-6 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống đánh giãn biên này của Trà My. Pha đánh bóng của Mỹ Duyên. Trà My lần này là một tình huống bỏ nhỏ. Hờ Mi Eban. Đó là tình huống phòng thủ hàng sau của Nguyễn Thị Phương. Điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin. 5-6. Bây giờ thì Bộ Tư lệnh Thông tin đã có một series 4 điểm số liên tiếp để rút ngắn cách biệt với VTV Bình Điền Long An. Và đó là tín hiệu xin tạm dừng trận đấu để hội ý của huấn luyện viên Lê Thái Bình bên phía VTV Bình Điền Long An. VTV Bình Điền Long An đã để cho Bộ Tư lệnh Thông tin ghi một series 4 điểm liên tiếp. Và bây giờ thì họ chỉ còn hơn Thông tin 1 điểm mà thôi. Đó là lý do khiến cho huấn luyện viên Lê Thái Bình buộc phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý chiến thuật 30 giây. Như vậy là cả hai đội đều đã sử dụng một trong hai quyền xin hội ý của mình ở trong set đấu thứ tư này từ khá sớm. Pha đánh bóng của Hờ Mi Eban nhưng không thể qua được tay chắn của Việt Hương. 6-6 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Không phải Việt Hương mà đó là tay chắn của Kiều Trinh. 6-6 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Kim Thoa và Trà My. Điểm cho VTV Bình Điền Long An. 7-6. Trà My đã cắt được mạch lên điểm của Bộ Tư lệnh Thông tin. Tình huống phát bóng của phụ công Mỹ Duyên, cô em gái của đội trưởng Kim Thành. Kiều Trinh phát bóng. Một tình huống chuyền bóng khó của Kim Thoa. Bước một không tốt và khiến cho Kim Thoa gặp nhiều khó khăn. Nhưng không sao, VTV Bình Điền Long An vẫn là những người có điểm với pha đánh bóng của Như Anh. 8-7 cho VTV Bình Điền Long An. Trà My phát bóng. Lâm Oanh và Nguyệt Anh. Lâm Oanh, Nguyệt Anh. Một tình huống đánh lỏng tay đầy bất ngờ. Điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin. 8-8. Do.
Lâm Oanh chấp thời cơ rất nhanh. 9-8. Một tình huống đánh luôn của đội trưởng bên phía Bộ Tư lệnh Thông tin. Cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Tình huống phát bóng của Nguyệt Anh. Hermi Eban. Nguyễn Thị Phương. Lâm Oanh chuyền hoài, tiếp tục là Nguyễn Thị Phương. Và đánh bóng trên chắn và điểm số cho Bộ Tư lệnh Thông tin. 18. Hermi Eban. 9-10 cho VTV Bình Điền Long An. Tình huống phát bóng của chủ công Hermi Eban. Và xử lý của Việt Hương. Đó là một tình huống đưa bóng về cuối sân của phụ công Việt Hương. Và búng bóng. Bước 1 của Long An mà cứ thế này thì quả là khó cho chuyền hai Kim Thoa. Nguyễn Thị Phương chắn bóng ghi điểm. Một tình huống chắn đôi với Như Anh và Kim Thoa. Điểm cho VTV Bình Điền Long An 10-11. Người đã đánh bóng là Nguyễn Thị Phương và người đã chắn bóng là Như Anh. Phụ công Như Anh mang áo số 10. 10-11 cho VTV Bình Điền Long An. Lâm Oanh. Một tình huống đánh hay nữa của Phạm Thị Hiền. Không phải là một pha đập bóng mà bất ngờ. Chỉ là một tình huống đẩy bóng. 12-10 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Mười ba mười cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Kim Thoa, Mỹ Duyên, Nguyễn Thị Phương. 14-10 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Cũng đã có lỗi chạm lưới với vận động viên của VTV Bình Điền Long An. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Tình huống chạm lưới của phụ công Mỹ Duyên trong pha tiếp đất vừa rồi. Điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin 14-10. Điểm cho VTV Bình Điền Long An 11-14. Tuy nhiên thì các cô gái VTV Bình Điền Long An sẽ cần phải rất cải thiện khả năng bắt bước một của mình. Đó là những tình huống bắt bước một không hề tốt một chút nào của các cô gái VTV Bình Điền Long An. Kim Thoa phát bóng. Lâm Oanh, Kiều Trinh đánh bóng trên chắn. Đó là một pha đập giãn biên của Kiều Trinh. Điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin 15-11. Người phát bóng sẽ là chủ công Nguyễn Thị Phương. Sau 3 mùa giải thì Nguyễn Thị Phương từ một tay đập trẻ đã trở thành một vận động viên trong đội hình chính của Bộ Tư lệnh Thông tin. Điểm 16-11 cho Bộ Tư lệnh Thông tin, cách biệt lúc này là 5 điểm.
thay đối chuyền. Mỹ Tiên được tung vào sân để thay cho Trà My. Không còn là những tình huống thay người theo cặp như ở set 1 và set 2. Huấn luyện viên Lê Thái Bình đã quyết định thay luôn ở vị trí đối chuyền. Điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Điểm thông tin 17. Pha đánh bóng ra ngoài của Kim Thành. 18-11 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Và đây là lần xin tạm dừng trận đấu để hội ý của VTV Bình Điền Long An, lần hội ý thứ hai của họ ở trong set đấu thứ tư này. Cách biệt lúc này là 7 điểm rồi. Một trận đấu tái hiện lại cặp đấu chung kết của giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền năm ngoái. Và cũng là cặp đấu giữa hai đội bóng đã vào tới trận đấu tranh huy chương vàng của Đại hội Thể thao Toàn quốc tại Quảng Ninh. Kim Thành. Pha đánh bóng của Mỹ Tiên nhưng không qua được tay chắn của Bộ Tư lệnh Thông tin. 19-11 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Có lẽ là trận đấu này sẽ phải phân định thắng thua bằng set đấu thứ 5, khi mà Bộ Tư lệnh Thông tin lúc này đang dẫn VTV Bình Định Long An với cách biệt lên tới 8 điểm. Mỹ Tiên. Pha đánh bóng của Nguyệt Anh. 20-11 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Trà My đã trở lại sân. Mỹ Tiên vào thay Trà My để cây đối chuyển số 1 có thời gian nghỉ. Nhưng quãng thời gian có mặt trên sân của Mỹ Tiên, cô chưa để lại nhiều dấu ấn. 21-11 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Bây giờ thì cách biệt giữa hai đội đã lên tới 10 điểm. Và với một đội bóng như Bộ Tư lệnh Thông tin, để họ dẫn 10 điểm thì thật là rất khó để có thể gỡ hòa. Nguyệt Anh. Pha đánh bóng của Kiều Trinh. 22-11 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Có lẽ là lúc này thì ban huấn luyện của VTV Bình Điền Long An đã phải chuẩn bị dần cho set đấu thứ 5 rồi. Huấn luyện viên Lê Thái Bình cũng đã sử dụng hết cả hai quyền xin tạm dừng trận đấu để hội ý chiến thuật 30 giây ở trong set đấu thứ 4 này. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa có dấu hiệu khả quan với VTV Bình Điền Long An. Trà My. Pha đánh bóng của Mỹ Duyên. Nguyệt Anh. Pha xử lý của Kim Thành cũng không qua được các tay chắn của Bộ Tư lệnh Thông tin. 23-11. Hàng chắn của Bộ Tư lệnh Thông tin luôn tỏ ra rất lợi hại mỗi khi có sự xuất hiện của phụ công Phạm Thị Hiền. Đó là điều mà các đội đã được kiểm chứng tại Đại hội Thể thao Toàn quốc. Nguyệt Anh. 24-11 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Set point cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Và trận bán kết mà chúng ta đang theo dõi sẽ phải phân định thắng thua bằng set đấu thứ 5.
24-11 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Trà My không qua được các tay chắn của Thông tin. Bộ Tư lệnh Thông tin là đội thắng ở trong set đấu thứ tư với tỷ số rất cách biệt 25-11, và trận bán kết giữa VTV Bình Điền Long An và Bộ Tư lệnh Thông tin tấm vé vào chơi trận chung kết sẽ chỉ có thể xác định sau set đấu thứ 5. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục trở lại với nhà thi đấu thể thao tỉnh Ninh Bình để theo dõi set đấu thứ 5. Set đấu sẽ xác định tấm vé vào chơi trận chung kết của giải bóng chuyền nữ Cúp Hoa Lư Bình Điền lần thứ 17 năm 2023 của cặp đấu bán kết 2 giữa VTV Bình Điền Long An, đội bóng trong trang phục áo màu vàng, và Bộ Tư lệnh Thông tin, đội bóng thi đấu trong trang phục áo màu trắng. Và ở trong set 5 thì Kim Thoa sẽ là người phát bóng đầu tiên. Nguyễn Thị Phương, Kim Thoa và Kim Thanh không qua được tay chắn của Thông tin. Khả năng bọc lót cho nhau của các cô gái Thông tin là rất ấn tượng. Nguyễn Thị Phương, Khánh Đăng đã chơi đầy nỗ lực trong những tình huống bóng vừa qua, và điểm số đầu tiên ở trong set đấu thứ 5 đã thuộc về VTV Bình Điền Long An với pha ghi điểm của Kim Thanh, của người đội trưởng bên phía VTV Bình Điền Long An. Phạm Thị Hiền không qua được tay chắn của VTV Bình Điền Long An. 2-0 cho VTV Bình Điền Long An. Có một điều khá thú vị, đó là VTV Bình Điền Long An là đội đã thắng Bộ Tư lệnh Thông tin ở set 1 và set 3, những set đấu lẻ. Và đây là set 5. Kim Thoa phát bóng. Lâm Oanh và Nguyễn Thị Phương. Trà My. Bóng ra ngoài sân, bóng chạm chắn và ra ngoài sân. 3-0 cho VTV Bình Điền Long An, một khởi đầu rất ấn tượng
của VTV Bình Điền Long An ở trong set đấu quyết định. Một set đấu mà chúng ta sẽ chỉ đánh đến điểm số thứ 15 và cách 2 mà thôi. 3-0 cho VTV Bình Điền Long An. Bóng vẫn còn trong cuộc. Kim Thoa. Pha đánh bóng của Kim Thanh. 4-0. 4-0 cho VTV Bình Điền Long An. Bộ Tư lệnh Thông tin đã có một set đấu thứ tư phải nói là áp đảo trước VTV Bình Điền Long An. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đang thay đổi 180 độ ở trong set đấu thứ 5. Huấn luyện viên Phạm Minh Dũng đã buộc phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Thông tin bước vào set 5 với lợi thế tinh thần khi đã có được chiến thắng cách biệt trước VTV Bình Điền Long An ở trong set đấu thứ 4. Nhưng bây giờ thì họ lại đang để dẫn 0-4. Đây là ông Thái Bửu Lâm, người đang mặc áo đỏ. Là ông Thái Bửu Lâm, trưởng đoàn của VTV Bình Điền Long An. 4-0 cho VTV Bình Điền Long An rồi. Nguyễn Thị Phương không qua được tay chắn, không qua được tay chắn của Kim Thành. Không qua được tay chắn của Kim Thành và VTV Bình Điền Long An dẫn 5-0. 5-0 cho VTV Bình Điền Long An. Một kịch bản mà ít ai ngờ đến khi hai đội bước vào set đấu thứ 5. Kiều Trinh không qua được tay chắn của Long An. Đó là điểm cho VTV Bình Điền Long An. Lỗi chạm lưới của Kiều Trinh. 6-0 cho VTV Bình Điền Long An. Thật sự là không thể tin nổi. Bộ Tư lệnh Thông tin thắng 25-11. Một cách biệt lên tới 14 điểm ở trong set đấu thứ 4. Nhưng bây giờ thì bước vào set 5, Thông tin vẫn chưa có một điểm nào. Đánh bóng đi ra ngoài. Nguyễn Thị Phương đánh bóng đi ra ngoài. 7-0 cho VTV Bình Điền Long An. Vẫn là lượt phát bóng của Kim Thoa. Phạm Thị Hiền không qua được tay chắn của Kim Thành. Kim Thoa và Mỹ Duyên. 8-0 cho VTV Bình Điền Long An. Hai đội đổi sân và tiếp tục thi đấu set đấu thứ 5. Thật không thể tin nổi. Set đấu thứ 5 đang diễn ra với diễn biến mà có lẽ không ai có thể tưởng tượng nổi. 8-0 cho VTV Bình Điền Long An. Nhà đương kim vô địch của giải đấu có được 8 điểm số liên tiếp. Đánh bóng của Kiều Trinh, điểm đầu tiên. Kiều Trinh vừa ghi điểm số đầu tiên cho Bộ Tư lệnh Thông tin ở trong set đấu thứ 5 này. 1-8. Chúng ta có thể thấy ở phía xa thì các chàng trai của Ninh Bình Liverpoolbank đang chờ đợi cho trận đấu bán kết 2 của giải Nam với Vật liệu Xây dựng Bình Dương. Lâm Oanh. Pha xử lý là của Kiều Trinh. Bóng đi ra ngoài. Một tình huống búng bóng của Kiều Trinh. Pha xử lý bằng kỹ thuật chuyền bóng cao tay nhưng bóng đi ra ngoài. 9-1 cho VTV Bình Điền Long An. Chiến thắng đang ở rất gần. Tấm vé vào chơi trận chung kết đang ở gần hơn với thầy trò luyện viên Lê Thái Bình. Đánh bóng của Phạm Thị Hiền. Trà My. Hermi Evan. Bóng rơi trong sân của Bộ Tư lệnh Thông tin.
Bóng leo lưới và rơi trong sân của Bộ Tư lệnh Thông tin. 11 cho VTV Bình Điền Long An. Một tình huống bóng may mắn. Và may mắn thì lại nghiêng về VTV Bình Điền Long An. 11, cách biệt là 9 điểm. Huấn luyện viên Phạm Minh Dũng đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý lần thứ 2 ở trong set đấu thứ 5 này. Như vậy là sau 30 giây hội ý chiến thuật này thì Bộ Tư lệnh Thông tin đã hết quyền xin hội ý trong trận bán kết ngày hôm nay. Năm ngoái thì Bộ Tư lệnh Thông tin đã để thua trước VTV Bình Điền Long An ở trong trận đấu chung kết của giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền. Và sau khi đã giành tấm huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Toàn quốc vừa qua, thì năm nay họ tiến tới nhà thi đấu thể thao tỉnh Ninh Bình với tham vọng rất lớn, với mục tiêu sẽ có được chức vô địch của Cúp Hoa Lư Bình Điền. Nhưng bây giờ thì họ đang đối đầu với VTV Bình Điền Long An trong trận bán kết, trong một tình thế rất khó khăn, bị dẫn tới 9 điểm ở trong set đấu thứ 5. Kim Thoa, Hermi Eban, đó là một tình huống bỏ nhỏ. Đó là điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin, lỗi chạm lưới. Lỗi chạm lưới của vận động viên VTV Bình Điền Long An. 20. 20 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Long An thay người, số 2 là số 18 và Long An thay người. Kim Thanh xoay số hàng sau và Kim Thanh đã rời sân, nhường lại chỗ cho Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên. Kim Thanh sẽ trở lại khi mà vị trí của Mỹ Tiên xoay lên hàng trên. Pha đánh bóng của Trà My, 11-2. 11-2 cho VTV Bình Điền Long An. VTV Bình Điền Long An, nhà đương kim vô địch của giải đấu, chỉ còn cách tấm vé vào chơi trận chung kết đúng 4 điểm nữa mà thôi. Tình huống phát bóng của phụ công Mỹ Duyên. Bước một của các cô gái Thông tin của Kiều Trinh là không tốt. 12-2 cho VTV Bình Điền Long An. Có vẻ như là các cô gái Thông tin đang gặp một chút vấn đề về tâm lý khi họ đã bất ngờ để thua quá sâu ở trong set đấu thứ 5. Một set đấu quá đỗi khó tin. Lâm Oanh và Việt Hương. Đó cũng là tình huống mà Lâm Oanh và Việt Hương dù có điểm nhưng là một pha phối hợp không thực sự ăn ý giữa hai vận động viên này. Một tình huống mà chuyền hai Lâm Oanh và phụ công Việt Hương đã không khớp nhịp được với nhau, dù đó vẫn là điểm số cho Bộ Tư lệnh Thông tin. 3-12 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Trà My, Hermi Eban, 13-3. 13-3 cho VTV Bình Điền Long An. Thực sự là nếu như bây giờ Bộ Tư lệnh Thông tin có thể rút ngắn được cách biệt điểm số và lội ngược dòng ở trong set đấu thứ 5 này thì đó thực sự là một điều có thể nói là thần kỳ. Tình huống phát bóng của Trà My. Và bỏ nhỏ của Việt Hương. Hermi Eban bỏ nhỏ thành công. 14-3. 14-3. Matchboy cho VTV Bình Điền Long An. Mọi thứ có lẽ là đã hết rồi với Bộ Tư lệnh Thông tin. Matchboy cho VTV Bình Điền Long An. Họ có tới 11 cơ hội để giành tấm vé vào chơi trận đấu chung kết. Và lúc này thì dù trận đấu chưa kết thúc nhưng có lẽ đã có thể khẳng định là mọi chuyện đã hết rồi với Bộ Tư lệnh Thông tin. Hy vọng lội ngược dòng đã không còn. Nguyệt Anh. Nguyệt Anh đánh bóng ra ngoài. Nguyệt Anh đánh bóng ra ngoài và trận đấu đã kết thúc với chiến thắng nghiêng về VTV Bình Điền Long An. Một set 5 vô cùng khó tin khi mà VTV Bình Điền Long An có tới 8 điểm số liên tiếp, dẫn 8-0. VTV Bình Điền Long An là đội bóng thứ hai giành quyền góp mặt trong trận chung kết nữ của giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền năm nay sau khi họ đánh bại Bộ Tư lệnh Thông tin với tỷ số là 3-2. Tỷ số cụ thể sau 5 set đấu lần lượt là 25-22, 17-25, 28-26
11-25 và 15-3 nghiêng về VTV Bình Điền Long An. Với chiến thắng này thì nhà đương kim vô địch của giải đấu sẽ bước vào trận đấu chung kết gặp Hóa chất Đức Giang Tia Sáng, còn Bộ Tư lệnh Thông tin sẽ chơi trận tranh hạng 3 cùng với Ninh Bình Liên Việt Postbank.